khiến cho đường dưới của bạn thở không được. Và chắc chắn bạn trao đổi chính thức cũng không thể nào lời trước cặp đôi này, cặp đôi cực kỳ mạnh ở đường dưới. Wow, Avoilers quyết định khóa vào Khazix. Đây là con bài tủ mà IMAY có vẻ như dành tặng cho SKT ở trong trận đấu này. Khazix chưa bao giờ được cấm và chọn ở tại chung kết thế giới 2016 này, và nếu như tôi nhớ không lầm là 2015 cũng không có xuất hiện. Thì Khazix trở lại trong cuộc đối đầu với lại Olaf bên phía của SKT. Để coi, nói về con bài Khazix này khi mà đối đầu với Olaf, đồng ý là nếu như lựa chọn Lee Sin, phần nào đó sẽ không đi lại cùng với đó Olaf. Nhưng đây là một con bài khá là thú vị mà Lee cũng như ban huấn luyện của IMAY họ để dành trong trận đấu này khi mà đối đầu với nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, hãy cùng xem qua hai sự lựa chọn của SKT, liệu rằng Karma được dành cho Faker hay sẽ là một vị tướng khác. Tôi nghĩ rằng Karma đối đầu với Kasuba tương đối dễ dàng ở thời điểm hiện tại. Chính xác là như vậy, đặc biệt Karma thực ra nói một cách dễ hiểu là quá dễ chơi, dễ trúng ở đường giữa. Tất cả những gì bạn phải làm là quy lính và ép đối phương. Nếu như bạn muốn trao đổi, bạn sẽ lao lên, bạn tạo linh giáp, dùng W nối vào đối phương, chuyên tâm vào đối phương, và khi đó trao đổi chiêu thức bạn thường xuyên là những người là lần người có lợi ở trong khu vực đường giữa. Nhưng chúng ta sẽ không có Karma đường giữa dành cho Faker, mà là Varus cũng là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng có khả năng gọi là khắc chế Kasuya ở cái điểm là tầm hoạt động xa hơn. Bạn sẽ có cái E để có thể hạn chế tốc độ di chuyển của Kasuya, và bạn rút lui trong tình huống Kasuya muốn dẫn lên, và khi đó việc mà thường xuyên là xạ thủ đường giữa luôn luôn có lợi khi đánh với lại pháp sư ở cái việc là những đòn đánh thường chất lượng hơn, và pháp sư sẽ bị ép phải lên giáp sớm để đối đầu ở trong kèo đấu này. Thật ra tôi nghĩ cái sự lựa chọn này cũng tương đối tự tin của Faker, bởi vì đối phương là một Khazix như đã lựa chọn từ trước đó, cái khả năng tiếp cận cực kỳ mạnh mẽ, mà chưa kể Varus. Tôi nói Varus chỉ có một chiêu thức đó, chiêu cuối có thể giữ chân được khoảng tầm khi mà đối phương tiếp cận mà thôi. Nautilus của Amazing Jay có bài mang IMAY đến với chung kết thế giới với một tình huống dịch chuyển và chiêu cuối quá tuyệt vời của Amazing Jay một lần nữa được xuất hiện. Như vậy là IMAY quyết định all in vô kèo đấu này. Thật ra cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn luôn nha. Các bạn phải chú ý rằng IMAY hiện tại mới chỉ đánh 4 trận. Nếu như họ thắng luôn 2 trận còn lại, có luôn trận đấu này, họ sẽ đi tiếp ở tại bảng đấu. Và họ quyết định all in vào trận đấu này với lựa chọn Khazix lần đầu tiên được xuất hiện và đưa trở lại Nautilus, một vị tướng bị tuột khỏi meta trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng tôi nghĩ rằng việc Nautilus đi đường trên với lại Jay cũng không phải là dễ lắm. Đầu tiên chúng ta thấy rằng Jay ở trong giai đoạn vừa rồi xuất hiện trong meta, đó là vì khả năng lên trang bị xuyên giáp, và nó thắng những cái lựa chọn là thuần chống chịu ở đường trên kiểu như là Bobby hoặc thậm chí là Nautilus này. Cái mạnh hơn duy nhất mà Nautilus đem lại so với lại ví dụ như Bobby là nếu như rừng lên găng, khả năng hỗ trợ của Nautilus trong những tình huống rừng lên găng sẽ tốt hơn rất nhiều so với lại Bobby. Thì có lẽ đó là cơ sở mà bên phía của IMAY quyết định chọn cái combo là Nautilus kết hợp với Khazix để có thể rất dễ dàng tấn công ở khu vực đường trên. Đây có lẽ là ý định của họ, tấn công vào Đức. Chúng ta cùng chờ xem liệu trận đấu giữa SKT và IMAY sẽ khởi đầu như thế nào. Đương kim vô địch thế giới đấu với hạt giống số 3 của Trung Quốc. Một trận thắng cho SKT đồng nghĩa với việc họ sẽ có mặt ở tứ kết. Còn nếu như IMAY có được chiến thắng thì đây cũng là một kết quả được xem là bất ngờ nhất của chung kết thế giới 2016. Trận đấu sẽ chính thức bắt đầu với SKT bên phía đội 1 và IMAY bên phía đội 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được cùng chứng kiến những diễn biến chính của trận đấu đang được chuẩn bị xảy ra. Đúng như Logo đã nói, cái việc mà lựa chọn Nautilus lên khu vực đường trên phần nào đó gia tăng thêm khả năng khống chế khi mà Khazix của Evolus lên găng. Đây cũng là ý định mà họ sẽ sử dụng trong những tình huống sắp tới. Bởi vì đường giữa, nói về cái pha giao tranh, tôi nghĩ cũng tương đối là khó để mà hai vị tướng này va vào nhau. Thông thường sẽ là một bên đẩy đường và một bên farm trong trụ. Và bên farm trong trụ tôi nghĩ phần nhiều đó chính là Athena với vị tướng Kasuya. Đường dưới thì đồng ý Jin sẽ tay dài ba đi đường rất mạnh, nhưng đối đầu với họ đó là một Caitlyn cùng với đó một Karma. Khả năng câu điểm mẫu cực kỳ khó chịu, cũng tương đối là khó dành cho cặp đôi của bên phía IMAY ở thời điểm hiện tại ở khu vực đường dưới, chỉ khả dĩ nhất ở khu vực đường trên mà thôi. Đó sẽ là nơi mà tôi cũng nghĩ đây sẽ là một điểm nóng trong khoảng thời gian đầu, khi mà Violet sẽ hướng lên đó rất là nhiều và Plung sẽ phải tìm cách điều chỉnh hướng đi rừng của mình để có mặt sớm ở khu vực đường trên. Huy ở trận đấu hồi nãy với lại Cloud9 thì anh ta mãi tới 10-15 phút mới tìm ra cái
cái sự kết nối với lại Đức để có thể lên hỗ trợ và giúp cho Đức kiểm soát được khu vực đường trên. Thì tôi nghĩ bây giờ phải sớm hơn rất nhiều, Lăng sẽ phải có mặt ở đường trên cực kỳ sớm, cắm mắt hỗ trợ cho lại Đức. Bởi vì một tình huống găng thành công thôi giúp cho lợi thế cho Amazing Jay chẳng hạn, thì lượng giáp sớm đến từ Amazing Jay có thể khiến cho Đức gặp nhiều khó khăn ở khu vực đường trên. Và như vậy là đây, cách khởi đầu này cũng khá là hay. Đó là khởi đầu thẳng ở bùa luôn, và nó đang được triển khai bởi cả Avalis lẫn Plank. Đúng vậy, có thể ý định được cả hai người chơi đi rừng đang tập trung khá nhiều vào khu vực đường trên. Còn đường dưới, sở hữu tầm tay dài như đã nói từ trước, họ sẵn sàng đứng trên đợt lính này để có thể ép cho Xin Zhao phải bỏ mất đi những chỉ số lính ở những cấp độ đầu tiên. Đây là cách khởi đầu tương đối dễ dàng mà thôi. Có lẽ cái việc mà một người chơi xạ thủ Hàn Quốc cầm Caitlyn thông thường là ít được thấy, đúng không? Bởi vì một vị tướng Caitlyn thì thường là được ở khu vực châu Âu, đặc biệt là châu Âu cực kỳ ưa chuộng. Châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ thì có Stixxay. Ở giải đấu này thì còn có Uzi, bữa giờ cũng đánh rất nhiều và đánh hiệu quả. Rồi Forgiven là những người đã sử dụng Caitlyn và sử dụng rất hiệu quả. Và tôi chắc chắn là giai đoạn sau thì Caitlyn vẫn sẽ giữ được cái độ ổn định của mình trong việc là tỷ lệ cấm và chọn mà thôi, thậm chí là cấm cũng sẽ có thể xuất hiện. Và Plank sau khi có được con bùa xanh, anh ta đã hồi lại trừng phạt, anh ta đang di chuyển qua khu vực rừng của Aimee Avalis. Như vậy là hai bên đều biết sự có mặt của nhau ở trong này. Vấn đề là Plank đang đi rất sâu vào một đôi đường dưới của bên phía Aimee đã tới. Anh ta né được cú làm choáng, né được luôn nét vẽ. Plank rất ảo diệu trong những tình huống đảo của mình. Nhưng tôi không nghĩ vừa rồi là một tình huống có lời. Anh ta mất phép hỗ trợ, anh ta mất rất nhiều máu. Đúng vậy, và thậm chí anh ta mất cái khoảng thời gian tiến qua rừng của bên phía đối phương. Và bây giờ anh ta khởi đầu chậm hơn so với Avalet một khoảng thời gian tương đối là lớn. Thậm chí Avalet còn cấm một con mắt đề phòng nếu như có tình huống quay ngược trở lại trong khu vực rừng của mình nữa. Một tình huống họ có ý định trước khi mà ban cùng với Quốc đẩy cao khu vực đường dưới tạo lợi thế. Nhưng vừa rồi thì có thể thấy Xin Zhao anh ta bỏ chỉ số lính ở khu vực đường của mình để tiến vào hỗ trợ cho khu vực rừng. Chính xác là như vậy, bởi vì ở tình huống đó thì tôi nghĩ rằng solo ở khoảng chừng cấp 3 đó thì Kha'Zix thật ra không có cửa để đối đầu với lại Olaf trong cái cuộc đối đầu trực diện đó. Cho nên bắt buộc phải có sự di chuyển từ đường giữa. Và nói chung là pha di chuyển đó của Plank tính đi tính lại thì nó đem lại một chút xíu lợi thế dành cho bên phía của SKT. Như anh Linh đã phân tích rất đúng là Xin Zhao bỏ chỉ số lính đi vào và mất rất nhiều lợi thế ở khu vực đường dưới. Một đường mà về mặt cơ bản Aimee đã không có lợi thế. Thì nhưng thật ra cũng rất may nha, nếu như vừa rồi mà Plank không né được hai kỹ năng định hướng của đối phương đó thì chiến công đầu nhiều khi nó rơi ngay vào Xin Zhao luôn, và Xin Zhao có thể cầm được cái bùa xanh rất sớm đó. Thì nói chung là nó rất là nguy hiểm. Một pha thi đấu mạo hiểm đến từ Plank, nhưng kết quả thì đem lại kết quả tốt cho bên phía của SKT. Giai đoạn đi đường, SKT đã nắm được quyền chủ động ở đường dưới, đường trên, và phần nào đó là ở khu vực đường giữa. Faker vẫn đang có được lính lớn đang đợi anh ta giải quyết để cân bằng chỉ số lính sau lại đối phương. Ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà Olaf bị hạn chế sức mạnh bởi cái việc mà anh ta không kiểm soát được con cua, nó được thể hiện khá là hiệu quả, tương tự như vị tướng Hecarim vậy. Khi mà bạn đối đầu với hai vị tướng này, chỉ cần bạn kiểm soát được con cua là phần nào đó sẽ giảm đi khả năng găng của vị tướng Olaf rất nhiều rồi. Bởi vì Olaf không thể nào xuyên địa hình kiểu như Rek'Sai, kiểu như Lee Sin được. Và khá rất là vị tướng xuyên địa hình được. Thì việc mà mất cua cũng không phải là một tình huống khó dành cho bên phía Avalis. Chúng ta vẫn còn nhớ cái trận đấu giữa SKT và FlashWorld. Mặc dù là mắt cầm tốt rồi kiểm soát được bãi cua rất nhiều bởi Plank, nhưng vấn đề là bên phía của FlashWorld họ có những vị tướng có khả năng vượt địa hình và họ tổ chức được những pha tấn công bất ngờ. Trận này thì chỉ có Avalis mà thôi, nhưng vấn đề là bên phía của Avalis anh ta đang bị kiểm soát bởi bên phía của SKT. Athena bị tấn công tốc biến né rìu. Đúng vậy, trước và Athena cũng mất luôn cho mình cái thanh tẩy trong một tình huống mà anh ta xóa bỏ hiệu ứng làm chậm của Faker nữa. Có lời dành cho Faker ở khu vực đường giữa rồi, và thậm chí với chức tướng là sát thương vật lý, anh ta đang ép cho Athena không thể nào phản ứng được. Và đây là một trận đấu mà tôi muốn nói rằng Plank đã thi đấu tốt hơn hẳn, sáng hơn rất nhiều so với trận đấu trước với Cloud9. Trong 6 phút vừa qua anh ta làm được nhiều thứ hơn hẳn so với lại Avalis. Tất cả gì Avalis làm được là ở trong rừng và farm chỉ số lính, trong khi đó thì Plank làm được rất nhiều. Faker tốc biến qua tường và Plank có mặt ở đây. Athena chắc chắn sẽ phải nằm xuống, một phát đánh nữa thôi và Plank không phải chính là Plank là người có được điểm hạ gục. Một tình huống tổ chức tấn công ở khu vực đường giữa khi mà biết được rằng đường giữa của đối phương không còn phép bổ trợ. Nhưng tình huống đó Faker như thường, cái cách mà anh ta thường làm thôi, anh ta làm tất cả cho những người đồng đội của mình có thể có được điểm hạ gục, lợi hơn về phép bổ trợ, tốc biến qua phía kia, câu cho Athena không thể nào quay trở về được. Mặc dù Rod cùng với Avalanche cũng có ý định ra đây, nhưng họ chậm nửa nhịp so với đối phương.
1-0 dành cho SKT về điểm hạ gục rồi và chiến công đầu thuộc về Plan. Cuối cùng thì chúng ta đã có thể nhắc về Plan như một người đi rừng mạnh ở tại chung kết thế giới. Trước khi giải đấu này diễn ra, chẳng ai nhắc về Plan ở trong top 5, thậm chí đúng là như vậy, thậm chí là top 5 người đi rừng tại chung kết thế giới 2016, chẳng ai nhắc đến tên của Plan cả. Nhưng mà sau đây là trận đấu thứ tư của anh ta ở tại giải đấu thì đã tiến bộ rất nhiều, và trong 6 phút 7 phút vừa qua thì anh ta đã chứng minh được khả năng của mình, không bị động như trận đấu với Cloud9, đánh rất chủ động, tạo tình huống, tạo tiền đề cho đội của mình. Và anh ta đang làm rất tốt. Tình huống qua rừng đối phương, anh ta đem lại lợi thế cho đường dưới. Tình huống rồi rõ ràng anh ta đem lại lợi thế cho bên phía của đường giữa của Faker. Và cũng chúng ta cũng đừng quên rằng anh ta là người tạo tiền đề cho đường giữa luôn. Anh ta có mặt lần đầu tiên lấy đi tốc biển của đối phương, anh ta có mặt lần thứ hai lấy mạng của Athena. Và có lẽ như những gì mà đang xảy ra ở 8 phút vừa qua, nó đang đúng với ý định của SKT họ đề ra. Đó là tiến qua rừng của đối phương, đẩy đường mạnh ở khu vực đường dưới, tạo lợi thế cho Plan tiến qua rừng. Và để xem tình huống này đã, Rose đang ở bên rừng của SKT. Rose đi rất tự tin, phát bắn xuyên tạo của Bang rồi không trúng. Anh ta biết rằng lượng sát thương đến từ phía của SKT trong khoảng thời gian đầu này cũng không đủ để hạ gục mình. Và chắc là cũng nắm được vị trí của Plan đang ở đâu trong lần tấn công vừa rồi, cho nên là kiểm soát được mắt ở cái bụi cỏ chặt ba. Bây giờ thì Plan có thể hướng xuống khu vực đường dưới. Nhưng Olaf là vị trí đi rừng mà bạn cần có rất nhiều CC khi ra đường, cho nên là chắc là tạm thời không xuống đường dưới đâu. Đúng vậy, đường dưới của SKT có lẽ cũng tương đối thoải mái mà thôi. Với việc có sải tay dài, khả năng rút lui cũng có đến từ Wolf, thì cái việc chơi an toàn khu vực đường dưới dần nào có được. Tôi nghĩ có lẽ trận đấu này SKT sẽ muốn dứt điểm nhanh ở khoảng trước phút thứ 35, điều đó tương đối dễ hiểu bởi vì cái sức mạnh của Kasubia ở giai đoạn cuối trận là mạnh hơn rất nhiều, và chưa kể đó đội hình của SKT là đội hình thiên về sát thương vật lý. Bây giờ thì họ có một cơ hội rất lớn làm điều đó, bởi vì với cái lợi thế đang có, các đường SKT có thể kiểm soát được các mục tiêu một cách rất dễ dàng. Đội hình của họ đánh mục tiêu rất tốt, lượng sát thương đơn mục tiêu của SKT là cực kỳ tốt trong những tình huống mà ăn rồng chẳng hạn. Thì chỉ cần họ giải quyết được bài toán đường giữa thì họ có thể kiểm soát được con rồng tốt hơn. Tôi nói là đường giữa bởi vì Faker, bởi vì anh ta đánh Varus là một vị tướng mà khả năng tạo đột biến thực sự là tương đối là thấp trong khoảng thời điểm mà bạn đang tích nước mắt nữ thần, thì SKT đang không thắng đường giữa, chỉ dừng lại ở hòa nhau mà thôi. Đúng vậy, nhưng bây giờ có lẽ nó sẽ được thay đổi. Sẽ là thắng đây, Athena vẫn chưa hồi lại tốc biến. Cú quy cực tốt của Plan, bật chiêu cuối lao vào để tránh bị hóa đá. Và anh ta sẽ dứt điểm được Athena lần thứ hai ở trong trận đấu này. Đúng là ngôi sao là Plan, nhưng chúng ta không thể nào bỏ qua được Faker nữa. Một lần nữa anh ta né được cái chiêu hóa đá đó của Kasubia. Rất am hiểu về mặt chất tượng. Đây chúng ta cùng xem lại tình huống. Đầu tiên là pha làm chậm tuyệt vời của Plan, anh ta canh cái góc mà biết rằng Athena giật ngược lại cũng trúng. Lần sau nó không trúng nhưng không sao cả, sát thương đã là đủ. Và Faker không cần làm gì nhiều cả, cấu rỉa máu mà thôi. Bây giờ thì Plan đang có ý định ăn con rồng lửa này, hơi bị liều thì phải, anh ta hết năng lượng rồi. Avalos nhảy vào tấn công Plan, và Plan vẫn có điểm hạ gục với sự hỗ trợ của Faker, nhưng anh ta đã bị rồng bắn gục, và cũng là một điểm hạ gục dành cho Aimei. Và thi đấu đã hơi liều một chút xíu đến từ SKT. Họ trao đổi 1-1. Khi bạn đang dẫn trước, 1-1 không phải là ý để một cái kết quả có lợi. Đúng vậy. Phần nào đó nó sẽ khiến cho Aimei sẽ kéo dần cái khoảng cách, đặc biệt là người chơi đi rừng của họ. Đường trên đúng lần này đang hết năng lượng. Tôi nghĩ có lẽ ta nên về trong những giai đoạn sắp tới. Đường dưới thì luôn luôn là cái thể lĩnh đang có lợi dành cho bên phía của Bang cùng với Wolf. Đó là tạo được tiền đề dành cho Wolf có thể đi kiểm soát mắt ở khu vực đường dưới. Chúng ta có thể thấy bởi vì SKT họ coi trọng rồng ở trong những tình huống sắp tới như thế nào, lượng mắt của họ đang trải ra rất nhiều. Và cùng xem lại tình huống mà Overlord. Tình huống này có thể nói cái khả năng giữ vị trí của Faker cùng với Plan tương đối tốt. Nó khiến cho vị tướng của Plan không bị cô lập đến từ Khazix. Chính xác là như vậy. Và họ, tôi không biết là có phải là họ tính tới mức mà họ tin rằng sau cái điểm hạ gục đó Plan có thể thoát được hay không. Bởi vì thật ra đúng là họ đã có điểm hạ gục và Plan chỉ nằm xuống bởi vì bị rồng đánh thôi. Còn ở khu vực đường trên đúc đã hết năng lượng và anh ta đã nằm rồi. Và Plan vẫn đang cố gắng bơi vào tốc biến bỏ chạy của Amazing, nhưng vẫn sẽ phải nằm xuống. Plan đang đứng solo với là Violet và anh ta có khả năng thắng. Anh ta né được khu phóng lao, nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ phải thua Violet. Đúng vậy, khi mà một bạn solo với vị tướng Khazix thì cũng tương đối là khó. Sát thương của Khazix được gia tăng lên rất là nhiều. Nhưng đường dưới là một câu chuyện tương đối là khác lạ khi mà Jin Zhao tốc biến bỏ chạy, bách phát bách trúng, chưa kịp được kích hoạt.
Cũng may là anh ta trong tình huống đó có thể thoát về được, nếu không là anh ta cũng phải nằm xuống rồi. Tình huống khu vực đường trên đã nói trước đó, Đúc đang rất thấp năng lượng, nhưng anh ta vẫn là lại để đẩy được đường này và có ý định tấn công thẳng vào đường sinh ra. Nhưng Blaze xuất hiện kịp thời và tiêu diệt được anh ta. Ở mấy giây, mặc dù anh ta phải nằm xuống, nhưng anh ta câu đủ thời gian cho Overlord có thể gây sát thương vào người của Blanc. Trong tình huống này, Blanc suýt nữa là anh ta có thể thắng được rồi. Một phát đánh thường nữa, một phát đánh thường nữa và cái cú quy của Blanc nếu như chính xác hơn thì... Nhưng mà tôi vẫn phải nói rằng anh ta đang thi đấu như lên đồng ở trong trận đấu này. Blanc đang là người có mặt ở tất cả mọi thể loại tình huống ở trong trận đấu này. SKT có 4 điểm hạ gục thì Blanc ăn 3 và 1 hỗ trợ. IMEI có 3 điểm hạ gục thì Blanc có mặt trong hai tình huống đó. Và chính anh ta là người nằm xuống thì đúng là Blanc đang... Blanc đánh giống như kiểu Binet vậy. Thật sự là như vậy, anh ta đang đánh cực kỳ chủ động và đánh rất tốt, đánh tạo tình huống. Tôi nghĩ rằng SKT có lẽ đang rất mừng trước những bước tiến của Blanc ở trong hai trận đấu gần đây nhé. Có lẽ một Blanc rụt rè không còn xuất hiện ở những giai đoạn sắp tới nữa rồi. Có lẽ anh ta đang gia tăng được cái độ tự tin của mình với cái khu vực rừng mà trước đó anh ta bị đánh giá tương đối là thấp. Nói tương đối là thấp cũng không phải, mà không ở mức cao cho đâu. Bây giờ thì pha tranh cướp rồng lửa, Avalos đang phải tạm thời lùi ra, cú dịch chuyển đến từ nước, anh ta đáp xuống và đẩy đối phương ra khỏi khu vực hang rồng. Avalos đã phải nằm xuống, pha phối hợp cực tốt đến từ SKT. Cầu sấm của Đức là người dứt điểm, Blanc dứt điểm được con rồng lửa. Và 5-3 là chỉ số hiện tại SKT đang có được trước IMEI. SKT họ có một pha phản công ở khu vực rộng phải nói hết sức tuyệt vời khi mà cú dịch chuyển đó của Đức tiếp cận kịp thời. Và chưa kể đó cú cầu sấm của anh ta canh một cái góc cực kỳ chuẩn xác. Đường dưới chuẩn bị có trụ dành cho SKT và họ kiểm soát luôn toàn bộ rừng bên mạng phải của bên phía IMEI. Và đây tình huống họ ăn rồng hai người. Trong khi đó thì có lẽ cái sự phối hợp của những người đồng đội còn lại nó hơi thiếu một tí, khiến cho họ bất ngờ trong tình huống này và họ không thể nào không kịp trở lại. Và trận đấu đang được đẩy lên một tốc độ rất cao với liên tục những pha giao tranh. Ở Amazay có mặt và đang nhắm vào Faker, tốc biến qua tường. Ở Amazay không thể nào theo được và ở đường dưới bang thoát khỏi sân khấu tử thần bằng cách né ra cảnh. Không có điểm hạ gục nào cho IMEI. Tình huống dịch chuyển này của Amazay nó không phát huy được hiệu quả như tình huống dịch chuyển trước đó của Đúc. Bang thậm chí còn cướp luôn con bùa xanh của đối phương. Đây là một cái động thái tôi nghĩ là rất tốt, bởi vì giọt nước mắt đó của Athena nó không được gia tăng thêm cái thời gian để tích tụ nữa. Đây sẽ là một điều rất tệ dành cho đường giữa của IMEI, còn một điều rất tệ dành cho Đúc ở đường trên. Anh ta đang bị tấn công bởi ba người. Avalanche nhảy vào và Đúc sẽ phải nằm xuống chăng? Anh ta sẽ phải nằm xuống trụ băng Avalanche. Nhưng rất tiếc là không đủ sát thương, sẽ là điểm hạ gục thứ tư cho IMEI. Mặc dù phải chống chọi với ba người nhưng có thể thấy cái sức phản công của Đúc trong tình huống đó cũng là có. Nhưng khi bạn tập trung quá nhiều người lên khu vực đường trên, lục ở những đường khác không có người để phòng thủ, tiếp tục là một trụ thứ hai ở khu vực đường giữa dành cho SKT. Hai trụ, trong đó có trụ đầu tiên của trận đấu, khiến cho SKT đang dẫn trước một lượng tiền rất nhiều. Chúng ta hãy nhìn lại đi đường thì họ hơn nhiều ở đường dưới, họ hơn 15 chỉ số lính ở đường giữa. Nhưng với hai trụ, đặc biệt là có cái trụ đầu tiên của trận đấu, thì SKT dẫn trước vào khoảng cách cực lớn, 25.8 so với 21.8. 4.000 chênh lệch được SKT tạo ra ở vào phút thứ 15. Khoảng cách này rất đáng kể. Bây giờ có thể nói được SKT đang thắng trên cả mọi mặt rồi. Chính xác. Ở đường trên, mặc dù chỉ số lính thua, nhưng hãy nhìn về đường đồ vẫn nhỉnh hơn. Ở đường giữa thì nó được cụ thể hóa bằng không phải là chuyện Gamma Tết ở món trang bị đầu tiên, mà thay vào đó là kiếm ma dầu mù. Đây là một cái lối lên trang bị phải nói thông thường là ít thấy với vị tướng Vaynerd khi mà bạn đối đầu với một pháp sư bên kia. Nhưng cái điều này nó đang xảy ra, tức nghĩa là lợi thế của SKT nó đang được dần cụ thể hóa. Tức cái kiểu của Faker, anh ta xác định rằng tôi sẽ dùng khả năng né để giảm sát thương, chứ không phải là tôi phải lên kháng phép để giảm sát thương. Và nếu như ai đó thì tôi sẽ nghi ngờ, nhưng mà Faker thì tôi hoàn toàn tin vào cái khả năng của anh ta. Tôi, nếu như tôi nhớ không lầm thì thậm chí anh ta khi đánh ở đường giữa thường anh ta không lấy, thường là bạn sẽ lấy ngọc xanh là kháng phép, nhưng Faker không lấy. Anh ta nói rằng tại sao phải lấy khi tôi có thể né kỹ năng của đối phương, tôi không cần ngọc kháng phép làm gì cả, lấy thêm giảm thời gian hồi chiêu hay là sức mạnh phép thuật thì nó sướng hơn. Và bây giờ thì IMEI đang ở vào thấy khó rồi, họ đang bị rình bởi Blanc. Blanc lao lên phóng quy trùng ở Valet, bắt buộc phải nhảy đi, Rốt cũng phải dùng hành trình kỳ diệu và thoát đi. Pha lao theo của SKT vẫn chưa dừng lại, họ đang muốn chiếm tầm nhìn của rừng đối phương. Đúng rồi, họ đang cố gắng kiểm soát cái lượng tầm nhìn ở mạng rừng bên trái, nơi mà họ tập trung vào cái trụ đầu tiên khu vực đường trên đó. Và với thế này thì cái trụ tôi nghĩ là nó sẽ mất trong khoảng thời gian sắp tới mà thôi.
Lan bị tấn công, ta buộc phải dùng chiều cuối để rút lui bởi vì đã dính một tình huống nét vẽ. Vũ Thiên Mệnh không trúng ai cả và Rốt sẽ phải nằm xuống chặn không, và tập thoát đi được. Hồi máu đến từ Xin Sao giúp cho hỗ trợ của mình thoát đi, nhưng chưa dừng lại. Avalanche chỉ còn 200 máu. Và bên phía SKT đang có ý định băng trụ, trong khi đó thì một trụ đã bị phá hủy bởi bang ở phía trước đó. Bách phát bách trúng ở bên dây che cho đồng đội của mình. Liên tục là những tình huống đưa thân mình ra đỡ của bên Jinze, nhưng liệu có đỡ được cho cái trụ này hay không để SKT quyết định rút lui. Đúng vậy, họ lấy được cái mục đích của họ. Đó là cái điều họ tiên quyết ra, trụ đầu tiên khu vực đường trên đã thuộc về họ. Bây giờ họ quay trở lại khu vực đường khác, hoặc ít nhất là kéo giãn đội hình của đối phương ra. Bây giờ để xem, muốn ăn luôn cho mình con sứ giả khe nước, triệt để hóa toàn bộ những tài nguyên trên bản đồ. Và như vậy đã khẳng định chắc chắn rằng SKT đã thắng hoàn toàn ở trong giai đoạn đầu trận đấu. Từ đi đường cho tới sức ép từ rừng lẫn mục tiêu hoãn con rồng đầu tiên, hoãn được sứ giả khe nước. Tạm thời chưa nói hết, sứ giả khe nước vẫn chưa xong nha. Ở MNC móc trúng vào Warp, ở Violet tiến vào nhưng chưa vào được nên ta đã bị mất máu rồi, nhưng ta vẫn có điểm hạ gục. Sau đó là cố gắng rút lui, Warp đang cố gắng né phát bắn thứ tư, anh ta né được phát bắn thứ ba và cả phát bắn thứ tư khi mà Jin Zhao không có tầm nhìn. Nhưng ai may đã ngăn chặn được pha ăn sứ giả của SKT. Đúng vậy, và có luôn cho mình một điểm hạ gục của Plunk trong tình huống vừa rồi. Và vừa rồi thì Athena cũng có tình huống khép góc được hai người chơi Faker cùng với Đức ở một bên phía bên kia. Và trong tình huống đó thì Plunk đã mất một lượng máu tương đối đáng kể vào con sứ giả khe nước, khiến cho cơ hội tấn công bật ngược trở lại của anh ta cũng là không có. Và chưa kể trước đó anh ta cũng sử dụng chiêu cuối rồi. Một điều thú vị là chúng ta xem lại pha này trước đã, đó là bên phía Aimei biết đối phương đang ăn và họ tiến vào ở bên dây đã có một cú kéo rất tốt, dùng chiêu cuối và bang Plunk bị giữ lại bởi Violet và nằm xuống rất nhanh. Tiếc cho bên phía Aimei là những phát đạn của Jin Zhao lại không trúng lắm. Nhưng trở lại với điều tôi đang muốn nói, Plunk quyết định lên kháng phép trước. Tôi nghĩ rằng với việc mà Khazix đối phương có cái chỉ số khá là tốt như thế này và Cassiopeia thì thật sự không phải mạnh lắm, thì lẽ ra tôi thiên về chuyện là Plunk lên giáp trước thì nó sẽ tốt hơn trong tình huống này. Các thể loại kiểu như là, tôi nghĩ là giáp liệt sĩ trong tình huống này sẽ là tốt hơn khá là nhiều so với lại việc lên giáp tâm linh. Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý với Long về những đó. Nhưng bây giờ để xem, với việc mà anh ta lên kháng phép, có lẽ anh ta muốn lựa chọn mục tiêu Athena là mục tiêu của riêng bản thân mình để lao vào cản, nhất là phải cản được Athena không thể gây được một lượng sát thương trong những pha giao tranh. Còn những thành viên còn lại hãy để cho Faker cùng với Đúc lựa chọn. Còn trở lại với việc mà Linh vừa nhắc tới Faker thì chúng ta cũng đã nói cái lựa chọn Varus ở trong giai đoạn cấm và chọn là cực kỳ tốt đến từ phía của SKT. Về mặt cơ bản đây là lựa chọn thắng đường dành cho Faker. Thứ hai là như đã nói, việc ép Athena lên cái giáp tay Seeker sớm nó làm chậm đồ của anh ta đi rất nhiều. Đây đã là phút thứ 20 rồi và vẫn chưa có một món đồ nào của Athena thành hình cả, đều là lỡ cỡ. Anh ta đang hướng tới trưởng Flareyline, nước mắt nữ thần thì vẫn đang tích. Cái giáp tay Seeker chỉ dừng lại đó chứ bạn không thể nào mua cái đồng hồ cát sớm trong một đội hình như thế này của đối phương cả. Thì việc lựa chọn Varus của bên phía SKT và đặc biệt là Plunk đúc đội hình thiên về sát thương vật lý trong khoảng thời gian đầu khiến cho Athena gặp khó trong việc lên trang bị. Và đây là thời điểm mà SKT cần phải đẩy nhanh cái sức mạnh của mình với những vị tướng đang hiện tại. Quá nhiều những kỹ năng kéo máu tầm xa đến từ bên phía của SKT và đội hình này của họ là cực kỳ khó chịu. Và để chống kéo máu tầm xa, bạn sẽ phải mở giao tranh hack and gay bằng mọi cách. Như vậy để xem cách nào để cho bên phía IMA mở giao tranh. Chính là MNJ là một với những cú dịch chuyển và chiêu cuối. Thứ hai là những cú thiên mệnh của Rốt. Nhưng mình như từ đầu trận đến giờ Rốt mới chỉ dùng một lần và nó không trúng ai cả. Đúng vậy, cái khả năng lạng lách của Warp trong tình huống đó cũng tương đối là trúng hai người. Nhưng Faker đã tung chiêu cuối giữ đối phương lại, chỉ có Warp bị kéo lại mà thôi. Đó là hỗ trợ của SKT. Faker né khỏi sân khấu, Warp vẫn đang thoát đi được. Warp vẫn chưa phải nằm xuống nhưng cuối cùng đã nằm rồi. Hai điểm hạ gục dành cho IMA. Plunk đang có mặt ở đây với đầy máu. Faker đang quay ngược trở lại, anh ta bắn quy không trúng ở Violet nhưng cuối cùng xong con đúc đã trúng. Athena phải rút lui về. SKT mặc dù thua người nhưng họ vẫn lao lên. Faker bị dính cú mỏ neo và Faker nằm xuống. Amazing Z cho thấy tại sao anh ta chọn Nautilus trong trận đấu này. Một tình huống mở giao tranh của bên phía IMA bằng thiên mệnh khả biến của Rod. Lần thứ hai này thì nó trúng cả hai thành viên và anh ta mặc dù phải nằm xuống nhưng kéo được một khoảng thời gian của Faker, khiến cho Faker không gây được sát thương vào những thành viên còn lại. Cùng xem lại tình huống rõ ràng hơn với một tình huống thiên mệnh khả biến đó trúng vào cả đường
xạ thủ và hỗ trợ của bên phía SKT. Và mình dày có đủ thời gian tung kỹ năng của mình và giữ chân được rất nhiều thành viên. Bang trong tình huống này anh ta nghỉ chơi, Wolf cũng tương tự như vậy. Faker thì anh ta tiêu diệt được Robin Fielgi, nhưng sau đó anh ta để chúng một tình huống kỹ năng cùng ở mình đây và ta cũng phải bị lật theo cùng với những người đồng đội mình. Đó là một tình huống mà Amazing Jay nhìn thẳng vào mặt Faker và liên tục nhìn những pha di chuyển khiến Faker gồng quy lên. Tốc độ của ta giảm lại và ta dấn về phía trụ của đối phương để có thể bắn quy vào và phải trả giá. SKT đã đánh tự tin trong tình huống vừa rồi, nhưng sự tự tin đó đã khiến họ phải trả giá. Họ không kiểm soát được tầm nhìn ở phía cái ngạch bức tường phía sau cái trụ của bên phía IMEI. Và khi đó, khi phá được tầm nhìn ở đó, rốt tung một tình huống chiêu cuối mà SKT bị bất ngờ và do đó họ không thoát được. Cái giá phải trả hiện tại là pha đẩy của SKT bị ngưng lại. Và khoảng cách nãy giờ SKT có được, lợi thế mà họ đang có được, nãy giờ không được nới rộng ra, chưa có thêm một cái trụ nào dành cho SKT cả. Con số dừng lại ở 3 nãy giờ. Chưa kể một điều cực kỳ nguy hiểm, đó chính là họ để cho Nautilus có khoảng thời gian để tăng tiến sức mạnh. Khi mà vị tướng này lên đồ cực kỳ dễ dàng khi mà đối phương toàn sát thương vật lý mà thôi. Bạn lên toàn bộ chống chịu về mặt giáp, khi đó bạn rất dễ để một mình bạn có thể cản được rất nhiều thành viên của phía đối phương, tạo tiền đề cho những người chơi còn lại có đủ thời gian để lựa chọn mục tiêu. Kiểu như là Vlash có thể nhảy vào băm bổ vào bất kỳ một thành viên nào chúng chiêu cuối của MJ. Và như vậy là SKT sẽ phải cực kỳ chú ý. Họ muốn làm lại một lần nữa ở khu vực đường giữa. Nhưng một lần nữa, bên phía của IMEI họ đang chuẩn bị rất sẵn sàng cho những pha phòng ngự. Phía sau lưng trụ của họ không có mắt của đối phương, tức là Rốt lại có thể một lần nữa đứng ở phía góc khuất và tung ra những cú chiêu cuối khiến cho SKT bị bất ngờ. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng ở MJ, anh ta không có tốc biến nhưng anh ta sẽ vẫn còn có khả năng dịch chuyển của mình. Đúng vậy. Và để xem, nhưng cũng không phải nói không có mắt ở phía sau của bên phía đội hình SKT. Đúng, chỉ có mắt ở bên cạnh. Bên phía IMEI không cắm được mắt ra phía sau lưng của đối phương để có thể giúp cho MJ dịch chuyển dễ dàng. Nhưng không phải là họ cắm không tốt, mà tôi nghĩ là một phần là do SKT kiểm soát tầm nhìn rất tốt. Với đội hình kéo máu từ xa như đã nói, bạn sợ nhất là những tình huống mà dịch chuyển ra tuyến sau của đối phương, đặc biệt là những vị tướng chống chịu tốt như Nautilus. Thì để đánh đội hình kéo máu từ xa, bạn sẽ phải luôn luôn đảm bảo rằng mình không bị những pha dịch chuyển tập hậu. Đúng rồi, và SKT đang làm điều đó rất tốt khi mà cái lượng mắt của họ kiểm soát gần như là đều luôn cả hai bên cánh, khiến cho không có một cái kẽ hở nào để cho IMEI có thể dấn lên và đẩy cao. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian rảnh để cho IMEI có thể làm điều đó khi mà đợt lính nó đang thuộc về IMEI ở những thời gian sắp tới. Họ đẩy lên ở khu vực đường trên, ép cho Faker phải lên trên. Và đường dưới cũng đang là đợt đẩy của MJ. Có đường giữa, Bang anh ta ở lại để tiếp tục đẩy. Và ở thời điểm hiện tại, cái ngưỡng sức mạnh của hai người chơi xạ thủ đã có sự... Tôi nghĩ rằng với vị tướng này thì, với vị tướng Caitlyn, tôi nghĩ rằng cái khả năng bắn của anh ta trong những pha giao tranh nó dễ dàng hơn so với Jin bên kia. Đúng là như vậy. Thực ra với Jin thì bạn, nhiệm vụ của bạn không phải là DPS ở trong giao tranh. Nhiệm vụ của bạn là dồn sát thương hoặc thậm chí là dùng chiêu cuối để mở giao tranh, tạo những tình huống bắt lẻ. Bởi vì khả năng làm chậm cực kỳ nhiều của bốn phát đạn sân khấu tử thần. Thì Jin rất nhiều, chúng ta đã thấy quá nhiều ở giải đấu này, Jin được dùng để mở giao tranh. Khi Jin đã làm chậm được một mục tiêu thì Kasubia, Khazix và Nautilus sẽ tiếp tục nhắm vào những mục tiêu đó với khả năng làm chậm liên tục và sẽ DPS. DPS sẽ là nhiệm vụ của Avalis và Athena trong những tình huống giao tranh như vậy. Và dàn chắn thì chúng ta sẽ có là Amazing Jay dành cho bên phía của IMEI. Thì đó là cái cách mà IMEI sẽ thắng trận đấu này. Còn cách mà SKT thắng là phải thiết lập được những pha lấy trụ với đội hình kéo máu từ xa và lấy dần những cái trụ của đối phương. Nhưng sắp tới là con rồng nước, đội hình kéo máu từ xa, rồng nước là con dao hai lưỡi. Bạn có được nó, bạn mạnh hơn lên. Đối phương có được nó, đội hình của bạn bị giảm tới 30% sức mạnh. Đúng vậy. Và có một điều nữa là cũng cần phải đặt câu hỏi đến với Plunk trong món trang bị lớn thứ ba mà anh ta lên, giáp cây ngục đã có. Thực ra cái giáp cây ngục này nó không phát huy được hiệu quả đối với đội hình của bên phía IMEI. Không phụ thuộc tốc độ đánh. Đúng vậy. Đúng rồi, bởi vì hồi nãy tôi mới nói là tôi chọn cái trang bị giáp lẽ ra phải lên là cái giáp liệt sĩ thì nó sẽ phù hợp hơn một chút xíu. Nhưng tôi nghĩ anh ta muốn lấy cái hiệu ứng làm chậm của khi băng Randu chứ không phải là hiệu ứng làm chậm tốc độ đánh. Có lẽ đó là lý do mà Plunk lên trang bị này, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì, nhưng mà thật ra cũng kỳ, bởi vì thật ra lúc Olaf bạn vào bạn quy thì thêm cái khiên băng Randu thì nó cũng hơn bao nhiêu hả? Nhưng thôi, để độ hiệu quả thì chúng ta phải đợi chút xíu nữa mới có thể biết được. Còn bây giờ thì SKT đã làm được một chuyện rất quan trọng, giữ được con rồng nước cho bản thân mình. Đúng rồi, họ có thể gia tăng thêm một lượng sức mạnh do chính bản thân mình nếu như... Đây, từ thủ chiều cuối không chuẩn xác của Faker.
Và đó là một cú đồng ý rằng cái chiêu cuối của Varus, một chiêu rất khó trúng, nhưng mà hụt chiêu như thế thì nhìn nó cũng kỳ lắm. Và đây là một trận đấu mà Faker tôi cũng đánh giá thi đấu cũng không phải thật sự là tốt lắm. Anh ta không thắng đường bởi vì chỉ số lính thì anh ta cũng không hơn so với Athena, và những điểm hạ gục thì không phải là solo kill mà cũng chỉ là sự hỗ trợ liên tục đến từ đồng đội. Thì nếu như để đánh giá Faker, thực ra cũng phải chia sẻ là tôi luôn luôn đánh giá Faker với một cái chuẩn mực nó rất khác với bình thường, và tôi nghĩ là ai cũng vậy mà thôi. Đúng vậy. Khi mà bạn đánh giá một người được đánh giá là kỹ năng cá nhân số 1 và game thủ số 1 của Liên Minh Huyền Thoại trong lịch sử từ trước đến giờ, thì bạn luôn đánh giá với một cái thước đo khác, và dùng cái thước đo dành cho Faker thì trận này anh ta đánh không tốt. Đúng vậy, và chưa kể cái lối lên đồ của anh ta nữa. Lạ. Tôi nghĩ là huyết kiếm thì nó là cái gì đó nó hơi lỡ cỡ trong ván đấu này. Đồng ý có khả năng hút lại lượng máu, nhưng mà đối phương có khả năng sốc sát thương cực kỳ mạnh với Jin, với đó là một Khazix. Thì bạn hút cỡ nào thì cỡ chứ sát thương của đối phương mà dồn thẳng vào bạn thì rất khó. Thay vào đó thì lên theo kiểu thông thường, cung tranh. Thà là chơi luôn giả kiếm Rakha thì tôi nghĩ nó còn lợi hơn. Nhưng mà để xem, bởi vì nhiều khi chúng ta nghi ngờ một vị tướng, một cách lên trang bị, một cái bản bổ trợ nào đó, nhiều khi họ có lý của nó, và kết quả sẽ minh chứng cho cái sự hiệu quả của cách lên trang bị và những gì mà chúng ta vừa nói. Thì thôi cứ đợi đi, cứ đợi chờ kết quả đi. Còn phân tích thì có lẽ nói sơ sơ để các bạn cũng có hiểu tại sao chúng tôi theo cái hướng những trang bị đó rồi. Bây giờ thì SKT họ không ép trụ được nữa. Họ muốn dùng mồi câu khác, một con Jhun to hơn, đó là con Baron, bằng việc kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang rồng. Hang Baron này trước đã. Athena bị một tình huống cấu máu. Đây là một cái tiền đề mà SKT họ muốn chuẩn bị trong một tình huống cấu Baron. Và họ đang liên tục cấu máu thành công. Với những tình huống cấu máu thành công liên tục này của SKT, nó đang tạo sức ép bắt buộc IMA sẽ phải cố gắng tổ chức pha giao tranh. Nhảy liên tục vào đường giữa nhưng không có mắt để dịch chuyển. Ở Amazing Jay đi ra khu vực đường giữa, Faker tốc biến né thiên mệnh, cú kéo của Amazing Jay không trúng ai cả. Và pha mở giao tranh rất quan trọng của bên phía IMA đã thất bại. Không còn thiên mệnh, Rốt bị kéo chỉ còn dưới 50% máu. IMA đang rất vất vả để có thể phòng ngự. Tôi hiểu được cái tình huống mà khích tướng này bằng việc nhá cái bắn tôi đây. Amazing Jay đang kiểu như thân xác em đây, bắn vào đây đi, mọc to nhìn rất là múp như thế này, bắn chắc là rất là sướng. Chắc chắn là SKT chẳng muốn bắn vào đó. Nhìn đó rồi, không che được. Athena đứng ngay phía bên hông và anh ta dính liên tục là ba kỹ năng của SKT. Và trước đó thì Jinja cũng không còn đủ đầy cho mình lượng máu và anh ta phải quay trở về nhà hồi phục. Nhưng cái khả năng tiếp cận trụ 2 của SKT cũng tạm thời dừng lại khi mà đợt lính nó đã hết rồi. Và ai may phần nào đó phòng thủ được thành công trong tình huống vừa rồi. SKT đang thể hiện cái khả năng vận hành đội hình của mình. Đây là một lần hiếm hoi mà chúng ta thấy rằng họ sử dụng đội hình kéo máu từ xa. Thì như đã nói, cái những cái mấu chốt để thực hiện đội hình kéo máu từ xa nó cũng không phải là cái gì có khả năng gì gọi là phức tạp cả. Một yếu tố quan trọng đầu tiên là hòa đến thắng đường, họ đã làm xong. Yếu tố thứ hai là trong những lần đẩy phải giải quyết được toàn bộ mắt của đối phương ở sau lưng của mình để không bị những pha dịch chuyển tập hậu. Thì cho tới thời điểm hiện tại SKT làm rất tốt. Nhưng con mắt này không biết họ có biết hay không. Đúng rồi. Tính tới thời điểm trước thì họ đã làm cực kỳ chuẩn xác với không có bất kỳ một kẽ hở nào cả. Và con mắt này tôi nghĩ rằng họ sẽ biết được. Tôi nghĩ đó là cảm nhận của riêng tôi mà thôi. Nhưng con mắt ở phía bên rìa đó, tiến vào rừng. Đúng vậy. Bụi cỏ gọi vui là bụi cỏ trái chuối này. Thì làm con mắt cũng khá là độc. Thường là đối phương sẽ quét ở phía trên cái hành lang cong ở phía trên đó, nhưng mà trong bụi cỏ này cũng khá là khó phá. Nhưng trước đó họ bên phía IMA đã có được hai con mắt tương đối là chí mạng để xem họ có thể tận dụng được nó hay không. Đó. Và IMA cũng tận dụng tốt được tình huống mà bên phía của SKT họ phải quay trở về nhà, kiểm soát được mắt tím, và mắt tím ở khu vực đường trên cũng cực kỳ hay luôn nha. Cái mắt tím ở bụi cỏ lên khu vực đường trên này là một mắt tím rất khó để phá ở cái phút thứ 30 này. Và SKT bây giờ phải tìm mọi cách phá mắt xung quanh khu vực đường giữa để tổ chức những pha tấn công tiếp theo của mình. Đội hình này của họ đánh Baron rất mạo hiểm bởi vì chỉ có một người có khả năng chống chịu tốt là Blank. Và Blank thật ra cũng không phải là chống chịu tốt lắm với đối phương có Jhin ở phía ngoài. Cho nên là Baron sẽ không phải là một lựa chọn tốt. SKT sẽ phải đánh bản đồ, đó là giữ được vị thế là đẩy ở đường giữa và chờ đợi đúc gây sức ép ở cảnh, rồi sau đó là tập trung lại ở một chỗ, kéo tất cả mọi người vào, kéo máu và đánh tiếp.
thì đó là cách vận hành của NPSKT, nhưng chưa phá mắt được rồi, nguy hiểm rồi. Mắt ngay sau lưng luôn nha. Bây giờ là một con mắt mới được cắm ra nữa, ngay cái đường vào bên phía rừng của NPSKT, khu vực đường giữa đó. Tôi nghĩ cái đội hình của NPSKT ở thời điểm hiện tại, nếu tập trung với nhau 5 người ở khu vực đường giữa tương đối là khó. Họ cần phải xé lẻ ra, đặc biệt là bên dây, không cho anh ta chống chịu với những đội hình của IMA. IMA vừa rồi đã thoát được một tình huống nguy hiểm, nhưng Athena đã phải dùng cả hai phép hỗ trợ để bỏ chạy trong tình huống này. Và như vậy là IMA đang thua người. Và Rốt đang ở một nơi rất nguy hiểm, hành trình kỳ diệu. Anh ta đang bỏ chạy và chạy về phía sân của đối phương. SKT đang truy đuổi, họ biết rằng đây này mà tôi đánh xếp hạng là mọi người đừng kêu tiền kìa, chuối kìa. Và Rốt đang cố gắng thoát đi. Hành trình kỳ diệu của anh ta, tốc biến của anh ta, thiên mệnh của anh ta, tất cả mọi thứ đều được làm rất tốt để Rốt có thể tìm được con đường sinh lộ của mình. Nhưng bang đang tới rồi, nhắm chiêu cuối, bắt phát bắt trúng, chưa chưa hồi lại chắc. Hai phát trong đó có một cú chí mạng và Rốt không tìm được sinh lộ và đi đúng vào tử lộ luôn. Bây giờ mất đi một tình huống mở giao tranh với cái thiên mệnh khả biến đó, và chưa kể là một những tình huống làm chán trình diện rộng, có thể gọi là như vậy, với mất mất tất cả mọi thứ, mất cái công cụ lớn nhất để có thể mở giao tranh, đó là cú thiên mệnh của Rốt. Kéo lăn vào không giải quyết được vấn đề. Amensei đang phải lui ra trụ hai đường giữa của Imay, hai phát bắn nữa. Đợi đợt lính tiếp theo. Đúng vậy, họ cần phải đợi đợt lính tiếp theo để có thể phá hủy được trụ hai đường giữa này. Nhưng có thể thấy được, mặc dù có lợi thế nhưng với đội hình, đó là lý do tại sao mà đội hình kéo máu không thực sự mạnh ở thời điểm hiện tại nữa. Rất khó để bạn có thể triển khai. Cần rất nhiều những điều kiện để mà bạn có thể vận hành tốt cái đội hình cấu rỉa máu này. Điều kiện, hai điều kiện để bạn vận hành đội hình kéo máu từ xa. Hồi nãy chúng ta nói về điều kiện ở trong trận đấu, còn điều kiện về mặt kỹ năng thì đó là kỹ năng định hướng của bạn phải trúng để bạn kéo máu được. Thứ hai là sự kiên nhẫn và tính kỷ luật chiến thuật, không được phép quá ham hố bất kỳ một tình huống nào cả, bởi vì bạn phải biết rằng đội hình kéo máu từ xa của SKT hiện tại, cái mỏ neo, cái dàn chắn duy nhất là lăng. Bạn mà dấn sai một phát thôi, khi đối phương chạm được vào tuyến sau là bạn sẽ tan nát hoàn toàn luôn. Hãy tưởng tượng cái cảnh mà Avalis vượt qua được lăng và anh ta sẽ tàn phá đội hình tuyến sau của SKT như thế nào khi mà anh ta tiếp cận được. Thì do đó SKT không được phép phạm bất kỳ một sai lầm nào cả, họ phải kỷ luật từng bước một. Đúng vậy, và bây giờ với sự kỷ luật của mình, SKT đã lấy được trụ hai khu vực đường dưới và trụ ở đường giữa nó cũng đã gần bị phá hủy rồi. Và tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại thì SKT họ hoàn toàn có thể để cho Đúc anh ta có thể đi một mình một đường, ít nhất là phải câu kéo được ở mình dây, không để cho anh ta có thể tập trung cùng với những người đồng đội của mình. Thực ra thì nếu như có Đúc trong đội hình, khả năng câu rỉa máu được gia tăng thêm với SKT, nhưng không có, tôi nghĩ cũng không sao cả. Vấn đề là như thế này, Đúc có mặt sẽ không kéo máu được. Anh ta, cách lên trang bị này của dây mới chúng ta nói rất nhiều rồi, rất hạn chế về mặt năng lượng. Bắn hai combo EQ là thấy là hết năng lượng rồi. Cho nên là anh ta sẽ nhận nhiệm vụ là tạo sức ép lẻ mà thôi, chứ không phải là người kéo máu chính. Việc mà ở chung với đồng đội nhiều trong suốt thời gian thì nói chung là nó cũng không cần thiết. Nhưng tôi muốn nhắc cho SKT một chuyện, chắc là họ không nghe được rồi mà nói để bình luận thôi. Đó là thời gian không ủng hộ họ. Cái thời điểm mà ở MNJ có được trang bị giáp thứ 5 là khó nha, kéo máu rất khó nha, chứ không phải là dễ đâu. Voiles cũng đã bắt đầu lên giáp rồi, anh ta cũng đang mua khiên băng Randul. Rồi Rốt hoàn toàn có thể lên giáp được, bởi vì thực ra ba thì bạn vẫn có thể lên máu lên giáp được thôi. Thì SKT họ nên giải quyết trận đấu này trước phút thứ 45, còn sau đó mọi thứ sẽ khó rất nhiều. Đúng vậy, bây giờ để xem lăng tiến vào trận của đối phương, nhưng có lẽ là để tạo nét một tí xíu mà thôi, câu kéo sự chú ý của phía đối phương. SKT họ đang tập trung ở đây, với một lượng sát thương như thế này, ăn Baron thì nó cực kỳ nhanh, chỉ cần hở ra một tí mà thôi. Đúng vậy, SKT có hai con rồng đất là khả năng mở giao tranh cực tốt. Và vừa rồi thì Rốt đã sử dụng chiêu cuối không thành công và ta mất quá nhiều máu phải lui về phía bên này. Đúc là người bị kéo nhưng không sao cả. Jin Zhao bật sân khấu nhưng tôi không nghĩ sân khấu của ta có hiệu quả. Olaf đang tới kìa, ngưng đi và ta đã phải ngưng và lui về. Sẽ chỉ là một điểm hạ gục cho SKT, nhưng đây là tiền đề để họ tiến vào Baron hoặc là trụ hai đường giữa, bởi vì dàn chắn của IMA đã mất đi người trâu nhất. Nhưng mà trước đó thì họ cấu luôn một lượng máu cực kỳ lớn của Valet, bây giờ sẽ gây khó khăn cho anh chàng này rất là nhiều. Hồi sáng nay thì cũng chính là anh ta cũng có một tình huống của mình. Tàng hình nhảy xuống, cướp được Baron!
Voiles đã cướp được ballon trước mặt của SKT. Và bây giờ rút lui, Imai sẽ tìm mọi cách rút lui giữ bùa lại Baron của mình. Và người hùng Voiles của Imai. Choáng váng trong tình huống vừa rồi của Voiles. Khi mà tôi trước đó thì SKT họ đã làm rất tốt rồi, họ đã chuẩn bị tất cả mọi tiền đề khi mà giết được hỗ trợ đối phương, rồi giết được chống chịu đối phương. Tung chịu. À để xem. Anh ta đang canh. Anh ta bị kéo máu, anh ta canh. Và tung chiêu cuối không thành công, thoát đi được. Đây là cái tiền đề cho SKT. Thật đó, SKT làm đúng tất cả mọi thứ. Đó là đây, ở Benji bị cô lập, Athena phải thoát khỏi chiêu cuối của Faker, không muốn bị giữ chân lại. Và một mình ở Benji bị cô lập và anh ta nằm xuống. Sau đó SKT có được lợi thế, di chuyển vào hàng Baron. Chẳng có gì sai trong cách xử lý của SKT cả. Cái sai duy nhất đó là cú trừng phạt trên không đến từ Voiles. Anh ta nhảy chiêu nhảy của mình vào trên không vẫn có thể trừng phạt được. Câm nín, tôi hoàn toàn câm nín trước màn thể hiện vừa rồi của Voiles. Không thể nào trách được Blanc trong tình huống đó cả. Không thể nào, khẳng định một lần nữa là không thể nào trách Blanc trong tình huống đó. Không trách chứ. Ai là tôi là phải trách, bởi vì khi mà bạn và đồng đội của bạn đang ở trong hang Baron, bạn để bị đối phương cướp được. Đồng ý, tôi là người luôn luôn nói Baron là 50-50. À chưa, đây là Đút đang bị bắt. Phải nói pha này đã, Đút tốc biến bỏ chạy, vẫn dính mỏ neo nhưng có cái tường giữ anh ta lại. Và anh ta vẫn thoát đi được. Cú lập choãn của Rose không đem lại nhiều ý nghĩa. Amazing Jay đang phải rút lui. Và đó là một tình huống mở giao tranh không thực sự thành công đến từ bên phía của Imai. Blank đã bật chiêu cuối. Sao nhìn anh ta đù như thế nào, nhìn nó không có lực gì. Tốc độ chạy của anh ta không được tăng thêm. Bởi vì những món trang bị của anh ta thì thực ra cũng gia tăng chống chịu mà thôi. Bây giờ với tình huống Baron vừa rồi, tôi nghĩ rằng Imai đang có rất nhiều cơ hội để có thể giành chiến thắng này thực trong bán đấu này. Thực ra chiến thắng thì cũng chưa phải là nhiều lắm, bởi vì họ vẫn đang ở thế phòng ngự. Còn Baron sẽ giúp họ phòng ngự dễ hơn mà thôi. Nhưng mà nói chung là họ đánh được đúng vào một điểm yếu của FSKT, đó là Blanc. Chúng ta khen Blanc ở trong giai đoạn đầu, ngay lập tức anh ta gãy từ 3-1, anh ta bây giờ là 3-3, tức là không đóng góp được thêm gì nhiều lắm. Vừa rồi bị cướp mất Baron trước mũi của mình thì nó trái ngược hoàn toàn với trận Cloud9. Cloud9 là chê trước rồi anh ta xuất sắc sau, còn bây giờ là khen trước thì giai đoạn sau anh ta gãy, không làm được gì nhiều cả. Bang bị dính nét vẽ giữ lại nhưng SKT vẫn giữ được thế tấn công của mình. Đường trên Đúc đã chạm được vào tế trụ rồi. Mặc dù ai làm gì làm nhưng Đúc vẫn âm thầm tỏa sáng với những tình huống đại trụ của mình. Nhưng đây là Imai muốn tấn công, rút lui thành công rồi. Blanc đang bị giữ chân lại, có nghĩa là kéo Blanc về là chẳng có giải quyết được vấn đề gì cả. Anh ta dễ dàng bật chiêu cuối nhưng Bang bị dính chiêu cuối của Amazing Jay nhưng vẫn thoát đi được và quay lại trả sát thương. Đúc đã trở lại từ đường trên. Athena là người bị bắt, Đúc đang canh để né chiêu cuối của đối phương. Và Athena đã dùng chiêu cuối rồi. Đúc chỉ canh thôi bởi vì anh ta không phải là chống chịu, anh ta không thể nào vào một cách quá liều lĩnh được. Và SKT có được một điểm hạ gục, họ sẽ tấn công vào đường giữa. Họ đang có rồng nước, một cái bùa lợi rồng nước mà thôi, nhưng vẫn đủ để phần nào đó hồi phục và tràn vào khu vực đường giữa tấn công vào trụ của đối phương. Cứ ngỡ rằng cơ hội dành cho Imai sắp tới, nhưng trong một tình huống mà VSKT họ, tôi nghĩ họ bị tấn công nhưng họ vẫn có thể phản ứng được ngược trở lại. Và đặc biệt là Bang trong tình huống đó, anh ta bị nhắm tới những cái hàng sau của bên phía Imai, họ không theo kịp vào bên đây. Và cùng xem lại tình huống này rõ ràng hơn. Đầu tiên là vây hãm trụ và sau đó phát sân khấu được mở ra, giữ chân đến từ Thiên Mệnh Thả Biến nhắm vào Blanc và anh ta là một chút chịu nha. Nhưng Bang trong tình huống này anh ta mắc lỗi vị trí nhưng không sao cả, anh ta vẫn có thể đến từ lớp giáp đó của quốc, cùng với đó là rất nhiều lượng máu được kèm theo. Vâng, Đúc trong tình huống này anh ta cực kỳ khéo léo, như anh ta muốn cô là Athena và ngăn cản nguồn sát thương đến từ Overlord, cùng với đó là xin sao. Cái điểm mà chúng ta phải nói tới đó là chuyện bây giờ, cái chuyện mà bạn bấm khăn giải thuật khi đang bị hất tung và tốc biến ra khỏi vị trí đó, nó trở thành một điều quá bình thường đối với lại bên phía của SKT và một số đội Hàn Quốc nói chung. Tình huống trận đấu với lại Cloud9 chúng ta cũng đã thấy rồi, cái pha mà cả Faker lẫn Bang đều cùng một thời điểm thanh tẩy và khăn giải thuật thoát khỏi tình huống hất tung của đối phương. Thì vừa rồi Bang làm được điều đó, anh ta bị hất tung lên bởi chiêu cuối của IBG. Về mặt cơ bản đó là một cái thời điểm khống chế rất dài, nhưng bởi vì anh ta thanh tẩy, anh ta dùng khăn giải thuật và anh ta tốc biến ra thoát khỏi tình huống Voiles nhảy vào, thì đó là một điều mà sẽ cho phép bạn về mặt cơ bản là coi như là không bị hất tung luôn, thoát khỏi tình huống đó rất là dễ dàng. Faker đang cố gắng chạy, ở bên dây tiến tới kéo, không đủ tập. Nhưng thiên bệnh không đủ. Nói chung là thanh niên đó nó né ảo diệu lắm, nhưng mà khép góc được
lấy được trụ đường giữa cũng là một thành công nhỏ nhỏ đến cho IMA. Nhưng mục đích của SKT là họ đang muốn vây hãm vào con rồng ngàn tuổi này. MJ vừa đòi đỡ luôn cho mình chiêu cuối đó của bạn, và anh ta gần như không mất một tí xíu máu nào cả trong tình huống bật lớp giá bên từ GW đó của mình. Như SKT, họ đang tấn công mạnh mẽ vào khu vực đường giữa nơi không còn cụ nữa. Họ biết rằng lúc này cái thiên mệnh của Rhodes chưa hồi lại, thì thứ duy nhất mà họ phải lo là Amazing Jay mà thôi. Và Amazing Jay khi mà bạn to như vậy, bạn dễ thấy như vậy, cách duy nhất để bạn gây đột biến là nấp vào một góc nào đó để dịch chuyển. Nhưng SKT nãy giờ luôn luôn kiểm soát được mắt phía sau lưng của mình. Chúng ta thấy ở đường giữa không có một con mắt nào để cho Amazing Jay dịch chuyển cả, thì anh ta không có được làm gì cả. Chỉ có một thứ duy nhất bên phía của IMA có thể làm được là tiến vào con rồng ngàn tuổi này. SKT cũng phải giải quyết nhanh con rồng ngàn tuổi này, bởi vì đợt lính đường trên nó là khổng lồ luôn. Nhưng bây giờ để xem. Ở Violet, tôi đang đặt niềm tin vào Violet. 3.000 máu, 2.800 máu, nhảy vào, anh ta không cướp được rồng ngàn tuổi, hóa vàng rất nhiều người, sân khấu tử thần được bật. Violet tàng hình nhảy vào, tiếp cận tuyến sau của đối phương, nhưng Bang đã né đi được, và anh ta bắn được. Quốc là người có điểm hạ gục, nhưng Bang cũng đã phải trả giá. Lăng đem lại một điểm hạ gục tiếp theo dành cho SKT, và họ đang muốn đánh lùi rất dễ dàng đội hình của SKT, rất dễ đánh lùi. Và khi tiếng họ cũng tiến được, Faker lao lên dứt điểm Athena. Jin Zhao bị bắt lại, anh ta tốc biến qua tường, nhưng SKT vẫn chưa bỏ cuộc. Đuốc chuẩn bị bật cổng gia tốc để tăng tốc lên, tiến vào, anh ta combo trúng vào Jin Zhao. Jin Zhao đang bị đốt bởi đó là bùa lợi của rồng ngàn tuổi hạ gục Jin Zhao, và bây giờ chỉ một mình Rod mà thôi. Cơ hội để lấy đường giữa dành cho bên phía của SKT, và chỉ cần một người về để phòng thủ khu vực đường trên. Và trong pha giao tranh vừa rồi, bên phía của IMA họ cũng đã làm rất tốt rồi, đặc biệt là tình huống mà Velis anh ta tốc biến qua nhồi sát thương vào vị trí của bạn, và cái giả kiếm Rakta đó nó kết hợp với phát bắn đến từ Jin Zhao nó đủ tiêu diệt bạn. Tay cùng xem lại tình huống này rõ ràng hơn. Trong tình huống này, Velis đã không có thành công trong một tình huống mà có thể cướp được rồi. Răng trong tình huống này đã làm rất tốt rồi với cái kèm sát thương đến từ chiêu E đó của mình cùng với đôi cây trừng phạt. Và chiêu cuối của Amazing Jay một lần nữa nhắm vào bàn. Overlay cũng lựa chọn anh ta là mục tiêu, và sát thương là đủ kèm theo của Jin Zhao. Nhưng tình huống tiếp theo, sức tấn công của SKT dần như là vẫn đang còn đủ đầy đó, với rồng nguyên tố, rồng ngàn tuổi kết hợp với rất nhiều rồng nguyên tố kèm theo phía sau lưng. Và tôi có cảm giác là khi bạn đánh với lại bang, với lại Faker, cái chuyện mà cái chiêu cuối của Nautilus nó vô nghĩa quá. Vừa rồi một lần nữa là bang đã dùng khăn giải thuật, vừa rồi là thủy kiếm rồi, đao thủy ngân rồi. Anh ta giải được cái hiệu ứng của đối phương, và anh ta bắn lưới 90 kịp lui về, dồn thêm một chút xíu sát thương vào người tấn công của đối phương để tạo tiền đề cho đội của mình. Thì nói chung là khó quá khi mà kỹ năng đối phương cao đến như vậy, mặc dù là đối phương bị dính kỹ năng của bạn, nhưng họ đủ cái tốc độ xử lý để có thể giảm thiểu tối đa thời gian bị khống chế và thoát khỏi những tình huống đó, trả sát thương ngược lại. Thì IMA không phải là đánh không tốt, họ đánh tôi nghĩ rằng rất nỗ lực trong trận này, nhưng rất tiếc là SKT vẫn đang ở một đẳng cấp khác so với hạt giống số 3 của LPL. Và bây giờ họ đang triển khai kế hoạch đẩy ở đường dưới, có những con mắt ở phía sau lưng đội hình của SKT, nhưng ở Amazing Jay không dám dịch chuyển. Trụ thứ 3 ở đường dưới của phía IMA đã mất. Rốt tung chiêu cuối dính vào Faker, sân khấu tử thần được mở. Amazing Jay đang tiến vào tung chiêu cuối vào Faker, Faker đã chạy rất xa, lần này anh ta thậm chí không cần làm gì để chạy cả, bởi vì tuyến trên Blank đang càng vào đẩy lui đội hình của đối phương. Cú quyền của Faker, cú cầu thấm của Duke kéo máu cả Violet lẫn Athena, và cả hai đều đang phải bỏ chạy, bỏ cái nhà lính của mình để cho SKT phá hủy. Và cùng với bùa lợi Baron, SKT tiến vào thời khắc dứt điểm trận đấu của đương kim vô địch thế giới trước IMA cũng đã điểm rồi. Cái trụ bảo vệ nhà lính thứ hai của IMA cũng không còn. Và bây giờ là pha giao tranh cuối cùng. Athena đang tấn công vào Blank, nhưng phía bên trên thì Jin Zhao đã bị hủy diệt bởi Duke. Phía bên này Athena hóa đá được Faker, nhưng hết cái hóa đá đó, anh ta nằm xuống. Hai điểm hạ gục cho SKT, chuyển qua nhà chính. SKT chính thức có mặt ở vòng tứ kết. Đúng vậy. Và cái viễn cảnh mà ba đội tuyển Hàn Quốc đang đứng đầu bảng, cả ba bảng, nó đang được dần thể hiện rõ nét hơn. Và khi mà ba đội tuyển Hàn Quốc đứng đầu cả ba bảng, tức nghĩa họ không phải gặp nhau ở tứ kết, và nhiều khả năng là chúng ta có đến ba đội tuyển Hàn Quốc đến vòng bán kết. Thì không vui chút xíu nào, đúng không? Không vui chút xíu nào cả, nhưng đây là thời điểm mà chúng ta phải vui cho SKT, đội vừa giành được chiến thắng và có được chiếc vé vào vòng tứ kết. Như vậy là
Thật ra tôi nói đến pha giao tranh cuối cùng một tiếng, đó là Amazigh. Trong những lần tình huống chiêu cuối của anh ta nhắm vào vị trí bàn không thành công, anh ta lựa chọn mục tiêu khác, đó là Faker, người đã né rất khéo léo những tình huống trước đó rồi. Những tình huống này anh ta bị trúng chiêu cuối của Nautilus,